Chào các bạn. Bây giờ là 7 giờ kém 10. Sáng thứ năm ngày 29, nay là ngày 30 tháng 9 năm 2021. Trung Hồng đang đứng tại vườn hoa của mình. Những vườn hoa đã cắt cành vào ngày mồng 5 tháng 8 âm lịch. Tới hôm nay nó được đúng 19 ngày. Như trong buổi livestream hôm qua, Trung Hoa Hồng đã hứa với các bạn là hôm nay sẽ cho các bạn xem cận cảnh những chậu hoa hồng của mình ở vườn với một thể trạng mà các bạn có thể so sánh với những chậu hoa hồng nhà các bạn. Những chậu hoa hồng điều cổ, những chậu hoa hồng nhung cổ và những chậu hoa hồng cổ Sapa. Ở vườn Trung Hồng chỉ có 3 loại hoa hồng đó. Nhưng sự chăm sóc của Trung Hồng qua rất nhiều bài viết mình đã viết trên những trang YouTube thì kết quả hôm nay nó như thế này. Mời các bạn hãy hướng đến màn hình nhìn những hình ảnh trực quan nhất mà Trung Hồng truyền tải tới cho các bạn. Sáng nay thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 2021. Rất có thể những hình ảnh này sẽ giúp các bạn có những cái nhìn trực quan nhất để so sánh với những chậu hoa hồng nhà các bạn ở thời điểm hiện tại. Qua đó, Trung Hồng hy vọng có thể các bạn sẽ rút ra được một điều gì đó phục vụ cho công việc chăm sóc hoa hồng của mình. Đặc biệt là hoa hồng đang được trồng ở trong chậu. Mời các bạn hãy hướng lên màn hình xem Trung Hồng review toàn bộ chi tiết những chậu hoa hồng ở vườn của mình. Nơi này là có xấp xỉ khoảng 300 chậu các bạn nhé. Xin kính mời các bạn. Thưa các bạn, mình đang đứng ở góc hướng tây thì khu vườn nhà mình và đang lia máy để các bạn non thấy cận cảnh tổng thể vườn hoa của nhà mình ở thời điểm sáng nay. Các bạn ạ, đây mặt trời cũng đã le lói ánh nắng. Đây, cái lối này là cái hướng phía tây cho nên được nhiều ánh nắng nhất. Và đặc biệt cũng là cái khu vực mà có những cây hoa hồng to nhất, đẹp nhất. Và chính vì lý do các bạn có biết không? Chú Hồng nói là ánh sáng, ánh nắng. Chúng đã được ánh sáng từ 6 giờ, thậm chí 5 giờ 30 sáng. Nếu vào mùa hè. Và bây giờ thì các bạn đang xem Trung Hồng đang quay những chậu hoa hồng cắt cành ngày mùng 5 tháng 8. Hôm nay là 24, được đúng 19 ngày. Thưa các bạn, đây là những chậu hoa hồng điều cổ mà tuổi đời của chúng cũng tầm cỡ 3 năm các bạn nhé, 3 năm. Và có một số cây là 5 năm. Thì bây giờ nó như thế này. Các bạn ạ, 2 năm nay Trung Hồng không trồng. Cho nên là chỉ có một số ít cây gần 2 năm tuổi là cách đây. Gần 2 năm mình trồng, mình dâm cho các bạn. Nhưng không hết, cho nên mình trồng lại. Thì lát nữa mình sẽ quay cho các bạn xem. Thưa các bạn, để có được một chậu hoa hồng khỏe mạnh, cành lá tán vươn đều thì bắt đầu ngay từ khi đầu mùa chính vụ, các bạn đã cần có những kỹ thuật chăm sóc để cho những cây hoa hồng của các bạn có mầm lộc lá, ít nhất là cũng giống như những gì các bạn đang được nom thấy trên màn hình Trung Hồng đang quay cho các bạn. Thưa các bạn, hoa hồng, đặc biệt là hoa hồng của Trung Hồng được trồng ở trong chậu, các bạn đang nom những cái chậu đấy. Nếu để được một bộ trạng như thế này, các bạn nhé, thì sự chăm sóc phải là tuyệt vời. Và nếu bạn chăm sóc không tốt, thì những mầm lộc nó không vươn như thế này được, không thể vươn được các bạn nhé. Mà vươn rất dài, các bạn nom này, đây nó vươn có thể vươn dài hàng 20-30 phân, nó mới đang đóng nụ bằng cái hạt đỗ, các bạn nom này, đang đóng nụ bằng cái hạt đỗ. Các bạn nhé, đây mình quay cho các bạn xem
các bạn nom, chú Hùng chia sẻ các bạn là nom như một đám mạ. Bạn nào làm nhà nông thì biết mầm lộc nó tua tủa, thì nghe cái hình tượng chú Hùng ví von là các bạn đã nom thấy. Và đây là cây hồng nhung các bạn nhé. Vườn của mình quá chặt các bạn ạ. Giờ đi mình để một cái lối nhưng cũng đã phải len các bạn ạ. Đã phải len rồi đấy. Đấy, mình vẫn để một cái lối để mình đi tưới cây. Còn cái lối bên là không thể được nha các bạn nha. Một cái lối bên đây là một cái lối ra đấy. Để mình đi mình tưới cây. Đấy, các bạn nó mầm lộc thế nào ạ? Có giống mầm lộc của nhà các bạn không ạ? Các bạn lưu ý là những chậu hoa hồng này cất cành hôm nay mới được có 19 ngày các bạn nhé. 19 ngày các bạn ạ. Đấy, 19 ngày mà bây giờ mầm lộc nó đã ra như thế này. Các bạn hãy để ý đặc biệt xem là có một chút biểu hiện nào của bệnh tật không ạ. Khi cây hồng được mở lá rộng và ngọn đỏ dài lá nhọn như thế này thì việc có bệnh tật là không thể. Bởi vì nếu như cây hồng có bệnh mà cây hồng chỉ có bệnh bọ trĩ và nhện đỏ thì không bao giờ cây hồng phát triển bình thường được mầm lộc lá ngọn như thế này. Và chúng sẽ là co quắp không mở. Đó là cái thể trạng và hình ảnh mà các bạn quan sát khi phát hiện ra những cây hồng của nhà mình bị bệnh các bạn nha. Còn đây là cây không bị bệnh. Các bạn thi thoảng các bạn nom thấy một số lá vàng trên cây hồng là khi những mầm lộc ra thì lá vàng, những cái già cũng sẽ rụng xuống các bạn ạ. Đó là quy luật phát triển mà quy luật rụng lá tự nhiên của cây hoa hồng bạn, tự nhiên chứ không phải một lý do nào đó các bạn ạ. Bởi vì khi mà mầm lộc mới ra thì việc rụng lá, những cái lá già là một việc đương nhiên của những cây hoa hồng các bạn ạ. Đây các bạn nom, mình coi đây là cây hồng nhung các bạn nhé. Cây hồng nhung các bạn nom. Cây hồng nhung nó các bạn. Còn cây hồng đào điệu cổ thì nó lên như thế này. Các bạn nom thấy mầm lộc thế nào? Bây giờ nom kỹ cũng đã thấy mầm rồi. Ta cũng thấy cái hoa bằng hạt tấm các bạn nhé. Ít có cái nào hoa to lắm. Hôm qua con bạn nào chia sẻ là cắt ngày mùng 6 mà bây giờ hoa đã to rồi. Là bạn cắt đã không đúng thể trạng, bạn cắt cái cành của bạn là quá già các bạn nhé. Còn của mình bây giờ nom kỹ, nom thật kỹ mới thấy mầm, mới thấy nụ các bạn nhé. Và với tình trạng như thế này thì cũng đồng nghĩa với việc những bông hồng của các bạn là nó sẽ to hơn những bông hồng mùa hè các bạn ạ, to hơn. Bởi vì thời gian của nó dài các bạn nhé. Và đây là cây hoa hồng Sapa. Có bạn nào hôm qua bộ cắt mùng 6 mà đóng nụ rồi, to rồi thì mình nghĩ là bạn cũng cắt già. Bởi vì của mình đây cắt ngày mùng 5 mà bây giờ nó dài như thế này các bạn này. Các bạn kỹ nom chưa thấy cái gì, nom thấy cái nụ nhưng nó chỉ bằng hạt tấm ấy, các bạn này. Hạt tấm đấy, để các bạn nom kỹ mình quay cho các bạn xem đấy. Đây là mình cắt ngày mùng 5 nhé. Và mỗi một ngày các bạn ạ, mỗi một ngày khi các bạn ra thăm vườn của mình đều thấy sự thay đổi khác lạ, đặc biệt là qua một đêm các bạn nhé. Đặc biệt là qua một đêm để mình, cái lối này là mình đi vào để mình rộng để mình tưới đấy các bạn nào nọ. Đây. Thưa các bạn, trên trang YouTube Trung Hoa Hồng hàng ngày, hàng tuần Trung liên tục đăng tải cho các bạn những kỹ năng, kỹ thuật chăm sóc hoa hồng mà Trung Hoa Hồng đã tích lũy được trong một thời gian mấy chục năm chơi hoa hồng. Và đây là kết quả của những gì mà các bạn đã được nghe, được Trung Hồng chia sẻ trên trang mạng xã hội đó. Trung Hồng cũng xem rất nhiều trang YouTube, rất nhiều bạn chia sẻ, nhưng việc hàng ngày hàng giờ đăng tải những kỹ năng kỹ thuật chăm sóc và hàng ngày hàng giờ cũng cho các bạn xem hình dáng sự phát triển của những chậu hoa hồng để cho các bạn có cái nhìn trực quan tham khảo là cũng hiếm thấy bạn nào làm được kỹ và trọn vẹn như Trung Hồng làm, đang làm với các bạn. Các bạn nhé. Đây các bạn nom bộ lá và nõn mầm của chúng không hề có tì vết nhé.
các bạn đâm lá mở rộng thì các bạn mới thấy những cây hồng này là không hề có bệnh tật. Đây mình quay liếc cái máy, toàn cảnh rộng vườn, các bạn đâm một lứa mầm được không ạ? Tức các bạn, đây mới là lứa mầm đầu tiên của mùa hoa chính vụ. Lứa mầm này và chưa đẹp, hoa chưa đẹp các bạn nhé, chỉ đẹp hơn mùa hè thôi. Còn lứa sau thì mới đẹp các bạn ạ. Lứa sau là lứa cắt cành ngày từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 9 âm lịch. Nghĩa là khoảng 20 đến 25 ngày nữa thì những cành hoa hồng này sẽ tàn và chúng ta sẽ cắt cho lứa hoa thứ hai mùa chính vụ. Đây là lứa hoa sẽ được cắt cành cho lứa hoa Tết vào ngày 15 đến ngày 20 tháng 11 âm lịch các bạn nhé. 11 âm lịch. Cho nên hai lứa này là hai lứa hoa đẹp nhất trong năm của mùa hoa hồng chính vụ. Các bạn lưu ý, để được có một chậu hoa hồng đẹp, rực rỡ và kể cả form, tán, lá, cành, ngoài việc những kỹ thuật bạn học hỏi hàng ngày, hàng giờ trên không gian mạng, ở những sách, ở những để công ty giống cây trồng, thì bạn phải đúc kết rút cho mình một kỹ năng mà chỉ có tư duy của mình, sự đam mê hoa hồng, các bạn mới có được điều đó. Các bạn ạ, nếu các bạn chưa thực sự yêu hoa hồng, chưa thực sự đam mê hoa hồng, thì việc đúc kết được một kỹ năng chăm sóc hoa hồng cho riêng mình là không thể xảy ra. Cho nên, ở rất nhiều bài viết, ở rất nhiều Trung Hồng đã chia sẻ với các bạn những trong những buổi live stream là muốn có một chậu hoa hồng khỏe mạnh, đẹp rực rỡ, thì ngoài kỹ thuật, chúng ta còn cần phải có kỹ năng. Đây các bạn, đây là cây hoa hồng Sapa cũ và mình trồng cũng hơn một năm đấy các bạn. Còn cái cây 2 năm là mình đem về nhà rồi, mình để ở sân rồi. Còn đây là cây mình mới trồng hơn một năm đấy các bạn nhé. Trồng tháng 3, tháng 4 năm ngoái thì bây giờ nó như thế này đấy các bạn. Nó cũng đang phát triển mà từ giờ đến Tết thì nó sẽ kín cái miệng chậu này. Bởi vì nó phát triển mùa chính vụ là rất nhanh các bạn nhé. Thưa các bạn, mình đang đi ra lối cổng là phía Bắc các bạn nhé. Đây là cái dãy hàng để mình nói cái dãy hàng là phía Bắc, cái lối vào đấy. Đây mình quay cho các bạn xem một cái tầng trên mình kê ở cái đôn cao như thế này. Để lấy không gian, để kê những cái dòng này sát vào thì nó vẫn không mất không gian. Nó lấy nắng đấy. Ở cái hàng các bạn để ý là cái vườn mình, xung quanh vườn là mình toàn kê cao để lấy không gian đấy các bạn. Đây các bạn nom cây hồng nhung cổ nó đang lên thế này các bạn. Để có được một chậu hoa hồng mầm lộc như thế này khi chúng ta trồng ở trong chậu thì việc chăm sóc của chúng ta phải đúng kỹ thuật. Mình nói đúng kỹ thuật ở đây là mình muốn nói rằng bạn phải chăm sóc cho nó vừa đủ đúng kỹ thuật, chứ không phải các bạn ngày nào các bạn cũng tưới tắm cho ăn thì cũng là một điều không tốt cho những chậu hoa hồng. Và thậm chí những chậu hồng của bạn vì lý do thái quá, các bạn chăm nhiều quá có thể sẽ làm cây hồng của bạn bị chết do bội thực thức ăn các bạn nhé, bị chết do bội thực thức ăn. Đây tất cả các bạn, mình không quay được tất cả các chậu cho các bạn xem, nhưng mình cũng quay trực quan để các bạn non thấy được hình ảnh những chậu hoa hồng của mình ở thời điểm hiện tại, mầm lộc ở những lứa hiện tại, không biết nó có giống ở những chậu hoa hồng nhà các bạn hay không, nhưng mình cảm thấy rằng những chậu hoa hồng mà nó đang ra mầm lộc của Trung Hồng đây ở thời điểm hiện tại là rất đẹp, rất khỏe mạnh, rất khỏe mạnh. Và đặc biệt đây lại là những đứa mầm trụ, đứa mầm để cho sau này chúng sẽ thành cành ông, cành ông nhé, cành ông cành bà cho lứa hoa Tết các bạn nó. Nếu các bạn chăm sóc không đúng kỹ thuật thì một chậu hoa hồng ở trong chậu không bao giờ có được cái hình hài mà có được một bộ lá nhé, mầm lộc như thế này, bởi vì cái chậu nó rất bé các bạn nó. Cho nên 100% sự phát triển có đẹp hay không của những cây chậu hoa hồng này là do bàn tay chăm sóc của chúng ta. Thưa các bạn, mình đã đang đi gần ra đến cổng nơi mà có những chậu hoa hồng mười mấy năm các bạn ạ. Các bạn nom cái màu sắc lá mầm của bọn hồng nhung này, hồng nhung cổ các bạn. Đây, mình
quay cũng chậm nhưng nó vẫn hơi đau đớn đấy nhé. Thưa các bạn, những chỗ hồng lớn này là đã hơn chục năm hết các bạn nhé. Đây nó cũng đang ra mầm các bạn, nó đang phật mầm rất mạnh các bạn. Còn những cây hồng này là 2 năm rưỡi các bạn ạ, gần 3 năm rồi đấy các bạn ạ. Mình trồng tháng 2 năm 2019 các bạn nói, những cái chậu này. Còn đây thì là một số chậu như chú Hùng vừa chia sẻ các bạn là được hơn 1 năm tuổi, là những chậu hoa hồng mà mình dâm cành nhưng cho không hết, còn chục chậu thì mình trồng bây giờ nó như thế này. Và những cái chậu này là có một chị ở Bắc Ninh đã hứa lên nhưng mà lên lấy, nhưng vì dịch Covid các bạn ạ, không thể. Bạn đó tên là bạn Phương, vì dịch Covid các bạn không thể lên được và mình cũng không vận chuyển được. Và bây giờ bạn Phương nó có khác cái lúc mà bạn lên xem không ạ? Đấy. Hơn 1 năm tuổi các bạn nhé, 5 rưỡi. Và đây một cây nữa đây, nghĩa là cây này hơn 1 năm tuổi các bạn nhé. Các bạn nó mầm lộc của những cây hoàng tơ nó lên mầm như thế này các bạn nó ạ. Đây là những cây 10 năm tuổi các bạn nhé. Mình trồng một chậu rất to đấy các bạn ạ. Những cây hoa hồng già, to mà các bạn chăm đúng kỹ thuật, không được, các bạn lưu ý này, không được cho chúng, để chăm sóc chúng bằng thuốc kích thích, thì bây giờ nó tự nhiên, nó như thế này các bạn ạ, tự nhiên. Đây là cây hoa hồng nhung, một chậu hoa hồng nhung và hồng điệu cổ mình trồng với nhau. Để các bạn nom. Những cây hoa hồng hơn 10 năm và nó già, cái ngọn nó như thế này các bạn, nó phát. Các bạn nom những cái mầm lộc nó ra không? Khi cái cây nó có độ tuổi thâm niên cao các bạn nhé, 10-15 năm và ở một cái chậu to, các bạn chăm đúng kỹ thuật thì những mầm hoa chính vụ này nó lên rất mạnh. Để các bạn nom cái chậu to đấy. Các bạn làm những mầm lộc của nó lên như thế này. Đấy, các bạn làm 10 mấy năm, cái hồng này là 10 mấy năm tuổi đấy các bạn ạ. Và đây lại một cây hoa hồng nữa là hơn 1 năm tuổi mà mình vừa chia sẻ là mình cho không hết mà bây giờ trồng tán nó to như thế này. Các bạn làm này. Đấy, bây giờ nó to này, hơn 1 năm tuổi nhé các bạn nhé. Mà bây giờ chúng để chỗ này thì bị ốm nắng, mình tạm gọi là nó thiếu nắng, mà nó vươn như thế này các bạn nói. Tức các bạn, những ảnh các bạn đang được nom thấy và những ảnh mà chú Hồng vừa quay cho các bạn trực quan là những ảnh vườn hoa hồng của chú Hồng hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 2021. Chú Hồng hy vọng với những ảnh trực quan này, chú Hồng sẽ đem đến cho các bạn một cái nhìn chính xác nhất về thể trạng những cây, những chậu hoa hồng được chú Hồng chăm sóc theo đúng kỹ thuật và kỹ năng của mình và hàng ngày, hàng giờ đang chia sẻ với các bạn trên không gian mạng. Chú Hồng rất cảm ơn các bạn đã dành 17 phút xem hết video trực tuyến này. Hy vọng các bạn qua những ảnh này, các bạn sẽ đúc kết được một chút gì đó của chú Hồng và áp dụng cho chậu hoa hồng nhà các bạn, để cuối năm nay Tết Nguyên Đán chúng ta, tất cả chúng ta, những người đam mê hoa hồng, đặc biệt là gần 20.000 bạn đăng ký kênh Trung Hoa Hồng có chậu hoa hồng rực rỡ, đẹp đẽ, khoe như nhiều màu sắc. Trung Hồng không nói giống nội hay ngoại, bởi vì các bạn muốn trồng hoa hồng gì nhưng phải đẹp các bạn ạ. Nếu như hoa hồng nội mà nó không tốt, không đẹp thì cũng không xứng đáng để đưa vào gọi là một chậu hoa hồng đẹp các bạn nhé. Một lần nữa, Trung Hồng xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn.